Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay bên shop giới thiệu cho các bác một loại hạt giống dưa hấu nữa này. Dưa hấu quả tròn vỏ đen này. Hàng này là hàng của Trung nha. Đó. Nhưng mà tỷ lệ nảy mầm rất là ok các bác ơi. Một gói này được 55 60 hạt. Đó. Trên hàng nguyên bao bì. Loại này sẽ là loại dưa hấu có thể nói là không có hạt, không có thì nó sẽ là dạng ít hạt đấy, đó, quả tròn vỏ đen, nguyên bao bì các bác nha. Bên shop đã test thử độ lấy mầm rồi, nên khá là ok, nó được tầm 80-90%. Này sẽ nói ít hạt luôn, vỏ đen, quả tròn.